Vũ rất vui gặp lại các bạn trong gian bếp của Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món gỏi bưởi. Món gỏi bưởi này thì rất là đơn giản, chỉ cần có bưởi này, có thịt gà hoặc là một số loại hải sản nào khác cũng đều được, và ăn thua là cái nước để mình trộn. Đầu tiên thì Quốc đã sơ chế xong 4 múi bưởi da xanh. Nếu không có bưởi này, chúng ta cũng có thể lựa một cái loại bưởi nào mà nó phải chắc chắn như vậy. Đó, nghĩa là chúng ta bẻ ra chắc và nó không bị thứ nước ra, thì khi mình trộn gỏi, cái phần gỏi của mình nó sẽ không bị nước. Và cái phần bưởi này mình sẽ bẻ cái muối nó vừa ăn để mình dễ gấp thôi, mà cũng không nên bẻ nhỏ quá. Phần thịt gà này khi chúng ta mua về thì chúng ta sẽ nấu một cái nồi nước sôi lên, trong đó nó sẽ có gừng này, rồi có một ít trộn vào trong đó. Rồi mình nấu khi sôi có là mình thả gà và mình trộn mình vớt ra, thì cũng đã sơ chế bằng cách đó cũng xong. Chúng ta bắt buộc phải làm như cách đó thì để cái thịt gà thứ nhất nó không bị hôi, thứ hai thì khi mình ăn hải sản nó có gừng nó sẽ ấm bụng hơn. Còn cái phần rau nêm vào thì cũng đã có là cái phần hún đuổi, và đặc biệt là đây là một cái đây là đây là dừa nạo. Cái phần dừa nạo này là quốc đạo ra xong, sau đó là mình cho lên bếp mình rang cho nó vàng vậy, cháy nó vàng giòn này như vậy, để khi mình trước khi mình dùng mình rắc lên trên thì mình sẽ có cái mùi thơm, ăn cái dừa thơm, cái dừa giòn, cái dừa béo. Bây giờ cũng sẽ bắt tay vào thực hiện. Chúng ta bắt một cái chảo lên bếp, khi chảo nóng thì mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn cỡ một thìa cơm dầu ăn. Rồi cũng sẽ lấy một cái tỏi. Tỏi thơm sẽ cho hết cái phần ghẹ đã sơ chế vào. Rồi sẽ đem vào đây một tí xíu nước mắm, là tí xíu đường và tí xíu muối, sau cùng là tí xíu tiêu. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều lên, và một chút hết cái phần ghẹ ra đây. Cái đến thì cũng sẽ hướng dẫn cái cách để mình pha cái nước trộn gỏi. Thì với cái định lượng là một nước mắm, một đường và chanh, mình nặn vào và mình quậy từ từ. Cái đến là cái phần ớt tỏi này mình băm miệng cho mình cho vào. Đây, phần ớt tỏi mình chanh hết vào trong nước mắm. Mình sẽ dùng một cái đĩa thì mình sẽ gấp cái phần bưởi lên trên. Sau đó sẽ cho cái phần ghẹ lên trên. Là cho húng lưỡi nè, và cái ớt sợi á mình cũng cho một phần trên. Sau cùng thì mình sẽ đắp một phần dừa nạo lên trên. Như vậy là phần gỏi bưởi chúng ta đã hoàn thành. Trước khi ăn thì chúng ta hãy trộn đều lên thì nó sẽ đều vị, ăn sẽ ngon hơn. Chúc bạn thành công với món gỏi bưởi này và những cái dịp và đặc biệt trong gia đình mình.